Chào các bạn, hôm nay các bạn sẽ được gặp một anh. Năm nay anh đã lớn tuổi rồi, tuy nhiên cái ý chí và cái khát khao ra khởi nghiệp của anh nó rất là mãnh liệt. Và cái này là cái điều mà những người trẻ, thậm chí những người đang là lớn tuổi luôn, cần phải học hỏi từ anh rất là nhiều điều. Vậy thì anh Hòa, anh có thể giới thiệu sơ chút với anh hiện tại anh ở đâu, anh bao nhiêu tuổi, có được mấy bé và anh đang làm cái nghề gì, anh có thể giới thiệu cho các bạn biết ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên Trương Thái Hòa, năm nay mình 47 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm cái công việc khởi nghiệp, đó là về lĩnh vực giấy dán tường. Mình được hai bé, thì hai bé gái. Bé lớn thì năm nay học lớp 11, bé nhỏ thì năm nay học lớp 8 rồi. Vậy thì trước kia anh đã từng ra khởi nghiệp chưa? Và tại sao ở tuổi 47 mà anh còn máu lửa để anh ra anh khởi nghiệp? Thì lúc trước cũng đã từng ra khởi nghiệp được 2-3 lần rồi. Nhưng mà do những cái yếu tố khách quan như là không có kinh nghiệm, không có được những cái sự mà hướng dẫn học hỏi từ những người mà đi trước, thành ra với lại tuổi trẻ cũng bồng bột nữa, nó dẫn đến những cái thất bại không đáng tiếc xảy ra. Anh có thể kể sơ những cái thất bại của những lần trước không ạ? Ví dụ như chẳng hạn như mình theo như bạn bè rủ ghê thì cứ hùng hạp mở một cái lĩnh vực nào đó để mà làm việc. Cụ thể là lĩnh vực của anh á, lĩnh vực của anh là lúc trước thì mình làm về cái lĩnh vực giải trí như là pizza thì không có về cái quãng mà kinh nghiệm với lại cái sự mà tin tưởng với nhau mà dẫn đến cái sự thất bại. Rồi nó làm anh mất hết bao nhiêu tiền? Thì cũng mất hết một khoản khá khá. Rồi sau đó anh có làm thêm cái gì nữa không? Không, thì bắt đầu mình quay lại là mình làm đi làm thuê để cho nó có sự ổn định trở lại. Anh làm thuê lĩnh vực gì? Mình làm bên lĩnh vực kho. Thì của tập đoàn Masan á. Thì sau một thời gian thì mình cũng may mắn có cái duyên, mình gặp được cái thầy Duy ở ngay chỗ vườn ươm doanh nhân Bi Training. Mà làm sao anh gặp được? Thì vô tình bữa đó mình cũng nghỉ ở bên chỗ công ty Masan rồi. Thì mình ngồi ở nhà mình đang coi TV thì mình thấy ở trên HTV7, HTV9 á, nó có một cái đoạn phỏng vấn thầy Nguyễn Thái Duy. Thì lúc đó mình ngồi mình xem xong cái đoạn đó thì mình đã lên mạng mình search và mình kiếm. Lên Google anh search cái gì? Lên Google hay sao? Không, thì lên Google search vô cái chỗ Bi Training á. Thì bắt đầu mình có số điện thoại thì mình liên lạc và bắt đầu là mình đến đó mình tìm hiểu. Nhưng mà cái điều gì nó làm cho anh quyết định ra khởi nghiệp ở cái độ tuổi 47? Thì sau khi mà được thầy Duy nói chuyện, trao đổi qua một cái 2 ngày học cái lớp mà khởi nghiệp của thầy Duy, thì mình mới xác định là hồi nào giờ mình đang thiếu những cái kiến thức như vậy. Thành ra mình quyết định tiếp tục con đường khởi nghiệp. Anh có tin rằng là mình khởi nghiệp được không? Anh có tin không? Tin chứ, phải tin mới làm được. Cái điều gì nó làm cho anh tin rồi? Trải qua những cái gì mà mình được trao đổi từ thầy Duy, kèm với những cái kiến thức mà những cái thất bại lúc trước mình liên tưởng đến, thì mình đã thấy được cái chỗ nào nó hủng, thì mình bắt đầu lắp nó từ từ. Anh có chia sẻ chút xíu là khi anh ra khởi nghiệp vậy thì chị nhà có ủng hộ hay là cản trở hay là sao không? Thiệt tình thì
Hiện tại thì bà xã cũng sợ lắm, tại vì đã hai lần vấp ngã rồi, thành ra bà cũng lo lắng. Nhưng mà mình quyết chí nói kiến này phải làm cho bằng được. Rồi cho tới giờ thì chị có ủng hộ chưa? Thì cũng chút 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 chút, Chúc tại chúc. vì nó không thể nào mà thay đổi liền được. Anh có thể tâm sự cho mọi người chút xíu là vì sao anh chọn cái lĩnh vực kinh doanh giấy dán dán tượng, anh ra mở công ty kinh doanh lĩnh vực giấy dán tượng? Thì tại vì vô tình thì mình kỳ đó mình có một cái trận đục mưa ở bên quận 7, mình đã có chia sẻ trong trang web của mình, đó là giấy dán tường siêu đẹp.com. Thì đó là yếu tố mà để mình quyết định chọn cái lĩnh vực giấy dán tường. Anh có thể nói rõ hơn ở trên đoạn video này là cái trận đụng mưa đó nó như thế nào? Thì mình đục mưa mà vô tình thì mình được một người chủ nhà về và mời được vô nhà uống tách trà nóng. Thì khi vô nhà thì mình thấy nhà gia chủ đó có sử dụng những cái tranh, có những sử dụng những cái bức hoa, thì mình mới hỏi thì được chủ nhà chia sẻ đó. Thì mình thấy ồ, giấy dán tường nó làm cho cái yếu tố của nhà mình ngày càng đẹp hơn. Nó không có gọi là giống như dùng cái từ là đơn điệu như những cái loại sơn như mình xài hàng ngày hoặc là mình thấy hàng ngày ở nhà mình. Và thế là anh quyết định anh chọn lĩnh vực kinh doanh giấy dán tường. Bây giờ anh có happy với nó không? Ok, thì hiện tại mình thấy mình làm qua cho một khách hàng nào thì mình thấy cái bức tường đó nó nổi bật lên, nó khác đi những cái bức tường sơn bình thường, thì mình thấy mình happy lắm. Anh thấy anh vui. Khách hàng có vui không khi Khách hàng mà họ có được cái sản phẩm anh làm? ok, họ cũng vui. Anh có thể tâm sự một cái người khách hàng nào đó sau khi anh làm xong thì họ chia sẻ cái cảm xúc của họ đối với anh không? Thì có một khách hàng đó là bà Trương, thì bà là chủ sáng lập của hệ thống trường mầm non Trăng Nhỏ, đã yêu cầu mình thi công dán cái trang trí là cái phòng ăn cho các bé được khang trang đó. Thì sau sau khi mình làm xong thì bà Trương rất là ok và có những cái dòng cảm nhận về bên phía công ty mình, thì mình cũng rất cảm ơn. Rất là tuyệt vời. Bạn có nhờ anh làm thêm những cái gì khác nữa không? Dạ, hiện tại thì bà đang chuẩn bị. Chuẩn bị Dạ. nhờ làm thêm những Dạ. cái khác nữa. Nếu mà mọi người muốn liên hệ với anh để có giấy dán tường cho cái phòng khách hoặc là phòng ngủ hoặc là làm lại ngôi nhà cho mới thì họ liên hệ với anh bằng cách nào? Thì hiện tại thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua điện thoại đường dây nóng của mình đi. Anh nói cái số điện thoại. 099 652 3839. Rồi, nếu mà website thì trang web nào? Trang web là giấy dán tường siêu đẹp.com. Rất là tuyệt vời. Còn nếu mà người ta tương tác anh trên Facebook? Facebook thì mình có cái Facebook là Hòa Palestine. Hòa Palestine. Lên search cái Facebook đó là sẽ ra anh. Hoặc là tên của mình là Trương Thái Hòa thì nó sẽ ra. Vậy thì ở một cái độ tuổi mà phải nói là gọi là nó gọi một cái từ là gọi là xế chiều, tuy nhiên anh lại thay đổi cái quan niệm đó là đi ra khởi nghiệp, thì rõ ràng là anh có một cái suy nghĩ rất là mạnh mẽ và rất là táo bạo. Vậy thì anh có gửi lại một cái lời chia sẻ gì cho các bạn trẻ mới có 20 tuổi, 20 mấy tuổi mà rụt rè không dám ra khởi nghiệp không? Thì đó là đương nhiên rồi, tại vì đây cái ta cái chuyến này mình làm, cái thứ nhất là mình xác định được cho nhất là bà xã với gia đình biết là mình sẽ làm được.
Cái thứ hai là mình sau khi mình làm được thì mình sẽ hướng dẫn cho hai đứa con mình, tại vì cũng sắp đến tuổi ra 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 trường đó, cũng qua chuẩn bị đến 20 rồi, thì mình sẽ tạo dựng những cái đường đi trước cho con mình. Đó là cái tâm nguyện của mình, là muốn làm. Anh gửi lời khuyên cho các bạn trẻ đang rụt rè ra khởi nghiệp thì như thế nào? Thì các bạn hãy mạnh dạn lên, đừng có rụt rè, đừng có nhút nhát, hãy làm chủ bản thân. Cái giai đoạn ban đầu á mà mới ra khởi nghiệp á thì làm gì mình có khách hàng, làm gì có tiền, vậy thì anh phải tạo ra cái đồng tiền hàng ngày bằng cái cách nào rồi mình mới có được cái duy trì để mình mới ra mình khởi khởi nghiệp được? Thì nó có nhiều cách lắm, chẳng hạn như trong bi thì nó sao sao trong trong cái lớp bi mình học thì mình được biết được là các bạn trẻ chuẩn bị khởi nghiệp thì ngoài giờ học sẽ đi kiếm một cái sản phẩm nào đó bán để mà kiếm tiền trang trải cho việc học, về cuộc sống, để mà xây dựng cái nền tảng cho cái khởi nghiệp của mình. Lúc đó thì anh áp dụng cái cách nào? Thì mình cũng áp dụng theo cái cách là mình phải kiếm một công việc gì đó mình làm để mà mình có cái khoản thu nhập, không có phải hụt đi để mà Cái xây dựng gia cách của đình. anh là anh làm cái công việc gì? Thì hiện tại mình đang làm bên cái công việc là đi thu phí bên chỗ FPT, tại vì đây là cái khoảng thời gian, cái công việc mà nó không đòi hỏi mình bị gò bó về thời gian, mình có thể lo cho con cái mình, cho gia đình mình được, và mình vẫn đáp ứng được cái công việc của bên đối tác. Là mình xây dựng cái nền tảng cho việc khởi nghiệp Dạ cái công ty giấy da An Tường. dạ Từ cái lúc mà ra mà làm giấy da An Tường cho tới giờ thì cái niềm vui nhất của anh nó là gì? niềm vui nhất là mình đã bắt đầu thấy đam mê vô cái lĩnh vực giấy dán tường. Anh rất là đam mê, bây giờ anh cảm giác anh rất là đam mê nó, đúng không? Một cái câu nói cuối cùng trước khi kết thúc cái đoạn video này thì anh muốn gửi lại cho mọi người là cái câu nói gì? Hãy tập trung Tập trung. hết năng lượng vào cái gì mình đã chọn. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã có một cái đoạn video rất là ngắn chia sẻ từ anh Hòa. Anh đã chia sẻ bằng cả cái tấm lòng của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký ở phía bên dưới nhé. Chúng ta sẽ gặp vào những đoạn video sau.